Ngày phán xét đến với Kiev Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, liệu có xảy ra một cuộc chiến đối đầu giữa Iran và Israel hoặc Mỹ hay không? Và nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc và Nga sẽ phản ứng như thế nào? Đây sẽ là câu hỏi mà chúng ta cùng đi tìm lời giải trong video ngày hôm nay Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết Ngày phán xét đã đến với Kiev những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Adipka. Việc quân đội Nga chiếm được thành phố này là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, nó sẽ giúp đảm bảo an toàn cho khu vực Donets vì từ Adipka, chính quyền KIEV đã náo pháo tấn công nhiều lần vào Donets trong suốt nhiều năm qua. Thứ hai, thất bại tại Adipka sẽ là một thảm họa truyền thông đối với chính quyền KIEV và chắc chắn sẽ làm suy yếu đáng kể viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Tuy nhiên, việc chiếm Adipka cũng không phải là dễ dàng bởi vì Ukraine đã xây dựng những tuyến phòng thủ kiên cố kể từ năm 2015, khi mà các thỏa thuận Minsk được thông qua và nhờ đó mà Kiev đã tận dụng được thời gian để tái vũ trang bằng vũ khí của phương Tây. Adipka có các vị trí, pháo đài kiên cố và mạng lưới đường hầm sâu dưới lòng đất, nơi mà quân đội Ukraine có thể ẩn nấp và di chuyển mà không bị UAV của Nga phát hiện. Do đó, việc giành được Adipka cũng không kém phần gian truân như là hai thành phố chiến lược Mariupol và Bakhmut. Tuy nhiên, hiện tại thì lực lượng nga đang dồn ép nỗ lực bao vây quân đội ukraine từ phía nam và phía bắc thời điểm này thời tiết đang xấu đi khiến cho cuộc giao tranh tại adipka có phần lắng xuống mưa gió và sương mù dày đặc đã gây khó khăn cho cả hai bên tuy nhiên giới quân sự ukraine tin rằng phía nga sẽ lợi dụng tình hình thời tiết xấu để củng cố vị trí tại bãi rác thải mới chiếm được và đang nỗ lực để kiểm soát vị trí gần nhà máy thàn cốc adipka pháo binh cùng với máy bay tấn công nga liên tục tấn công vào nhà máy thàn cốc này tòa nhà quản lý trong khu vực nhà máy than Cốc đã bị phá hủy. Nơi đây được cho là Ukraine đã lập các chốt quan sát và cài cắm hỏa lực phá bình. Chúng tôi cũng xin lưu ý là dưới tòa nhà này là hầm trú bom 3 tầng được xây dựng từ thời Liên Xô. Lực lượng Nga cũng đã chiếm được vị trí gần tuyến đường sắt từ Krasnogorovka ở phía tây nam của Adipka và sớm muộn thì khu vực này cũng sẽ sụp đổ. Ở phía nam, từ hướng Opinoe, Nga cũng đã tiếp cận thành phố Adipka thêm được khoảng 1 km nữa. Lực lượng Nga cũng đã sử dụng chiến thuật mới như là tấn công theo chu kỳ ở phía Bắc và phía Nam, chứ không tấn công tổng lực liên tục giống như là giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Afrika. Với chiến thuật này, Nga sẽ khiến cho bộ chỉ huy Ukraine bị phân tán, không thể tập trung lực lượng để phòng thủ và gây ra tổn thất nhiều hơn cho đối phương. Mặc dù vậy, nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky vẫn phớt lờ đề xuất rút quân khỏi Adipka của tướng Zaluzhny và quyết tâm phải giữ được thành phố này bằng mọi giá bằng cách tiếp tục điều thêm quân tới đây. Hiện tại, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu điều thêm lữ đoàn thiện chiến số 47 tới Adipka. Theo chuyên gia quân sự Vadislav Surigin, thì lữ đoàn 47 được trang bị 28 xe tăng M55, 50 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và từ một tiểu đoàn 400 người đã được nâng cấp thành một lữ đoàn hơn 3.000 người. Khi mà cuộc phản công mùa hè Ukraine bắt đầu vào ngày 4 tháng 6, thì lữ đoàn 47 đã được cho là một trong số ít những lữ đoàn có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tuy nhiên, chỉ trong tuần chiến đấu đầu tiên thì lữ đoàn 47 này đã mất tới 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 5 xe tăng Leopard, 3 xe tăng T-72M1, 5 xe IPR-765, 1 xe giả phá bom mìn BMR-2, 5 xe bọc thép VAB và có tới 200 binh sĩ thiệt mạng cùng ít nhất 300 người bị thương. Lữ đoàn này cũng đã bị tổn thất nặng nề trong các trận chiến ác liệt gần Robotine, và hiện đã phải tái bổ sung lực lượng tới 3 lần. Vào cuối tháng 7, Lữ đoàn 47 tiếp tục được tái vũ trang và bổ sung thêm những chiếc Bradley mới thay thế những chiếc bị phá hủy, cũng như được bổ sung thêm nhân lực để đưa vào trận chiến. Và một lần nữa, Lữ đoàn 47 hiện tại sẽ phải tiếp đón một viễn cảnh xám xịt ở Adipka. Nếu như Lữ đoàn này thảm bại và Adipka thất thủ, thì số phận chính quyền Kiev hiện tại sẽ sớm được định đoạt. Hiện thì Ukraine đang bị lu mờ khi mà mọi sự chú ý của thế giới đang đổ dồn về chảo lửa tại Trung Đông. Israel chính thức tấn công đổ bộ vào giải Gaza. Israel đã bước vào giai đoạn tấn công tiếp theo, có nghĩa là một cuộc tấn công toàn diện trên mặt đất khi mà các cuộc oanh tạc quy mô lớn từ trên không vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tại giải Gaza, không quân Israel tiếp tục tấn công các trụ sở và địa điểm của Hamas. Nhiều báo cáo cho biết rằng họ đã tăng cường cảnh báo sơ tán bệnh viện Al-Shifa, khu phức hợp y tế lớn nhất tại Gaza một loạt tuyên bố công khai của lực lượng phòng vệ Israel cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tại bệnh viện này. Israel cho rằng Hamas đã cố tình đặt các địa điểm quân sự tại bệnh viện và bên dưới lòng đất. Trước tuyên bố cho rằng Hamas sử dụng bệnh viện như là một lá chắn sống, thì lực lượng này đã phủ nhận và lên án các cáo buộc từ phía Israel. Trong 24 giờ qua, nhiều báo cáo cho biết rằng giải Gaza đã bị cắt điện, nước và các hệ thống liên lạc. Trong bối cảnh xung đột gia tăng thì hệ thống viễn thông của Gaza cũng đã bị gián đoạn đáng kể. Công ty viễn thông Palestine đã xác nhận rằng tạm ngừng tất cả các dịch vụ liên lạc và Internet. Cùng thời điểm đó, thì phát ngôn viên của quân đội Israel xác nhận lực lượng bộ binh đang mở rộng hoạt động vào tối qua. Đồng thời, người dân cũng được thông báo phải sơ tán khỏi phía Bắc và tiến về phía Nam của giải Gaza. The Times of Israel cho biết rằng đã có những cuộc đấu súng dữ dội giữa xe tăng của Israel với các tay súng Hamas bên trong Gaza. Hiện thì số phận của hơn 200 con tin vẫn đang trong tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, Tại Liên hợp quốc đã diễn ra một cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết xung đột Palestine Israel. Nghị quyết lên án bạo lực chống lại thường dân ở cả Israel và Palestine. Đồng thời, họ kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, đáng tin cậy, bền vững và chấm dứt chiến sự sau đó. Nghị quyết này kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các con tin. Chúng tôi cũng xin lưu ý là trong số 220 con tin do Hamas bắt giữ thì hơn một nửa là có các quốc tịch khác nhau như là Thái Lan, Argentina, Đức, Mỹ, Pháp, Nga. 120 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, 45 quốc gia bỏ phiếu trắng và 14 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết, bao gồm có Israel, Mỹ, Áo, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary và một số quốc gia khác. Cũng tại Liên hợp quốc, ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ không tránh khỏi tổn thương nếu như xung đột Hamas Israel mở rộng thành xung đột rộng hơn. Bình luận của ngoại trưởng Iran đã được đưa ra sau khi chính quyền của ông Biden khẳng định Iran bị cáo buộc đứng sau hàng loạt các vụ tấn công bằng UAV vào các căn cứ của Mỹ. Tuyên bố của ngoại trưởng Iran cho thấy sự leo thang mới nhất trong cuộc khẩu chiến càng ngày càng gay gắt giữa Iran và Mỹ trong những ngày gần đây. Các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn đã cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn hơn nếu như Israel thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Trước đó, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã cảnh báo rằng Tehran sẽ tấn công hàng hải vào Israel nếu như nước này đổ bộ vào Gaza. Phó tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chuẩn tướng Ali Fadavi, đã cho biết nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine có đủ quân số ở Gaza để chống lại quân đội Israel. Và nếu như Tel Aviv dại dột quyết định xâm chiếm Gaza thì Iran sẽ phóng tên lửa thẳng về phía cảng Haifa. Iran đe dọa thề xóa sổ cảng chiến lược của Israel. Có một điều chắc chắn đó là Iran đặc biệt lo ngại về cuộc tấn công của Israel vào dài Gaza, nơi có các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã lên án Israel cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng ở dài Gaza. Hiện tại, các quan chức của Iran thề sẽ phá hủy cảng chiến lược của Israel. Cảng Haifa là một trong số những cảng quan trọng nhất ở Trung Đông, có vị trí chiến lược trên biển địa Trung Hải và là cửa ngõ thương mại toàn cầu của Israel, kết nối quốc gia này với châu Âu, châu Á và châu Phi. Cảng biển này được cho là xương sống của nền kinh tế Israel, nơi nhập khẩu các nguồn tài nguyên thiết yếu như là năng lượng, nguyên liệu thô và các loại mặt hàng tiêu dùng. Không chỉ thế, Haifa còn là căn cứ hải quân quan trọng của lực lượng phòng vệ Israel, là bến đỗ an toàn cho nhiều tàu chiến và tàu hộ tống. Vì vậy, việc Iran đe dọa sẽ tấn công cảng Haifa được cho là rất nghiêm trọng đối với an ninh Israel. Một cuộc tấn công hoặc là phá hủy cảng này sẽ làm gián đoạn tuyến đường thương mại chính, dẫn đến hậu quả kinh tế và quân sự đáng kể cho Tel Aviv. Kể từ cuộc tấn công vào Hamas vào hôm 7 tháng 10, chỉ số TA 35 bao gồm 35 công ty lớn niêm yết ở Israel đã giảm 9%. Trong khi đồng tiền Shekel của nước này đã giảm gần 5% so với đồng đô la Mỹ và nằm ở mức thấp nhất trong năm nay. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P như Fitch và Moody đã hạ triển vọng kinh tế của Israel từ mức ổn định xuống mức tiêu cực. Với nền kinh tế Israel vốn đã căng thẳng do xung đột đang diễn ra, một cuộc tấn công vào cảng Haifa có thể làm trầm trọng thêm những thách thức mà nước này phải đối mặt. Những tuyên bố táo bạo gần đây của tướng Iran liên quan đến cảng Haifa có thể được coi là một sự phô trương sức mạnh chưa từng có, nhưng mà liệu Iran có dám tấn công cảng này hay không thì câu trả lời có thể là không, do những hậu quả nghiêm trọng và khó kiểm soát do hành động này gây ra. Có thể nói rằng tầm quan trọng của cảng Haifa đối với thương mại toàn cầu là không thể bàn cãi. Nó đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế IMEC giữa Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu. Hơn nữa, việc cảng Haifa bị tấn công không chỉ gây ra hậu quả về chính trị đáng kể mà còn có thể định hình lại các liên minh quốc tế, dẫn đến những thay đổi địa chính trị quan trọng trên toàn cầu. Không thể phủ nhận một cuộc tấn công phủ đầu vào Haifa sẽ là lời tuyên chiến chính thức với Israel, dẫn đến những sự trả đũa mạnh mẽ không chỉ tới Israel mà còn là từ các đồng minh như là Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và Ấn Độ là hai cường quốc lớn cũng sẽ hoàn toàn ngả về phía Israel. Xin lưu ý là Ả Rập Xê Út dù không ưa gì Israel nhưng lại không coi nước này là kẻ thù giống như là Iran. Trong khi đó, Ấn Độ thì lại có mối quan hệ thân thiện với Israel. Một điều đáng chú ý là mới đây Qatar đã tuyên án tử hình 8 công dân Ấn Độ vì tội làm gián điệp cho Israel và Qatar cũng là nơi đặt trụ sở văn phòng chính của Hamas, vốn là lực lượng do Iran hậu thuẫn. Vì vậy, một cuộc tấn công vào cảng Haifa có thể khiến cho Iran bị cô lập hơn nữa trên toàn cầu. Sau 5 năm gián đoạn, Iran hiện tại đã cố gắng để đưa ngành năng lượng của mình tái hòa nhập với thị trường năng lượng thế giới. Cuộc tấn công cảng Haifa sẽ đẩy Iran rơi vào tình thế bấp bênh về mặt kinh tế nhiều hơn so với dự đoán. CNBC hôm 25 tháng 10 đã dẫn lời của bà Helima Croft, là trưởng bộ phận phân tích chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets cho biết Mỹ có thể sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô của Iran do sự hậu thuẫn của nước này đối với Hamas trong cuộc xung đột ở Israel. Do đó, khả năng Iran tấn công vào cảng Haifa là cực kỳ thấp nếu như xét đến những hậu quả thảm khốc mà nó sẽ mang lại. Giả định tiếp theo mà chúng ta phải đưa ra đó là nếu như cứ cho là cảng chiến lược của Israel bị tấn công và Mỹ tham chiến thì liệu Iran có tìm kiếm được sự hỗ trợ từ Trung Quốc hay là Nga hay không? Chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ ra mặt để tấn công trả đũa giúp Iran ngay cả khi nhóm 6 tàu chiến của nước này đang lờn vờn ở biển địa Trung Hải. Thêm nữa, Bắc Kinh không liên kết đồng minh với bất kỳ quốc gia nào và chính sách của Trung Quốc luôn là trục lợi. Vì vậy, Trung Quốc sẽ không đối đầu với Israel hay là Mỹ chỉ vì lợi ích của Iran. Vậy thì còn Nga thì sao? Hiện tại thì cả Iran và Hamas đang có những chuyến ngoại giao cấp tập tới Nga. Khả năng cao, Nga không can thiệp rất nhiều người lo ngại sau khi Mỹ tấn công hai cơ sở của phiến quân Hezbollah ở miền đông Syria, với lý do đây là địa điểm đang bị Iran thao túng để thực hiện ít nhất là 19 vụ tấn công ủy nhiệm nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong vòng 10 ngày qua. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng đây là cuộc chiến riêng biệt và khác biệt, nhưng mà ông này cũng cảnh báo rằng nó có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công khác. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, việc Mỹ ném bom hai cơ sở của Hezbollah ở Syria không phải là vấn đề lớn đối với Nga. AP cho biết rằng hai cơ sở này được cho là nơi cất giữ vũ khí và đạn dược. Ngược lại, cho đến nay thì Israel đã ném bom hai sân bay lớn nhất của Syria tổng cộng 3 lần trong tháng này, khiến cho hai sân bay chính của Syria đều bị ngừng hoạt động trong thời gian ngắn. Có một điều chắc chắn cho đến thời điểm hiện tại đó là Nga không có bất kỳ một động thái nào để ngăn chặn hay là đáp trả bất kỳ một cuộc tấn công nào trong số các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở của lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các nhóm phiến quân đồng minh của Iran. Đó là vì Tổng thống Nga Putin đã đồng ý với cái gọi là cơ chế giảm xung đột với Thủ tướng Netanyahu trước khi Nga can thiệp chống khủng bố ở Syria. Mà theo hãng tin TASS, Israel và Nga đã đồng ý thiết lập cơ chế phối hợp để ngăn chặn những hiểu lầm đụng độ giữa lực lượng của họ ở Syria. Điều đó có nghĩa là Israel được hoàn toàn trao quyền tự do hành động để đáp trả những gì mà họ coi là mối đe dọa liên quan đến Iran đối với an ninh của mình. Một chính sách tương tự như vậy cũng được áp dụng khi liên quan đến các vụ ném bom của Mỹ và Syria. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Zabarov đã cho biết vào năm 2017 rằng Nga không có ý định sử dụng lực lượng hàng không vũ trụ của mình chống lại tên lửa Mỹ nếu như Washington quyết định thực hiện các cuộc tấn công ở Syria. Ông nói như sau, chúng ta không thể bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự bởi vì nó có thể dẫn đến những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trong cả hai trường hợp Mỹ và Israel tấn công tiêu diệt nhóm phiến quân tại Syria, Nga chỉ thỉnh thoảng phản đối hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của hai nước này nhưng không bao giờ đáp trả bằng những biện pháp quân sự. Ngay cả khi Syria được phép triển khai hệ thống phòng không S300 của Nga vào mùa thu năm 2018, nước này vẫn chưa bắn một quả tên lửa nào để ngăn chặn máy bay Mỹ hoặc Israel. Điều này được cho là do Nga đã từ chối cấp quyền cho chính phủ tổng thống Assad sử dụng S300 để đánh chặn nhằm tránh bất kỳ một sự leo thang nào có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn. Và chính sách thận trọng này thực tế vẫn được duy trì và áp dụng cho đến tận hôm nay. Bằng chứng đó là tổng thống Putin đã có một cuộc trò chuyện với đại diện hiệp hội tôn giáo vào hôm 25 tháng 10 tại điện Kremlin. Ông ấy nói rằng mục tiêu chính của Nga là ngăn chặn đổ máu và bạo lực, cũng như ngăn chặn chiến tranh lan rộng ra ngoài Trung Đông. Do đó, việc Mỹ và Israel vừa tấn công vào các mục tiêu tại Syria thực ra không phải là điều gì mới mẻ bởi vì chúng đã tồn tại trong nhiều năm qua. Chắc chắn rằng Nga không muốn Mỹ và Israel ném bom Syria, nhưng mà điện Kremlin cũng hiểu rằng chính Nga cũng đang bị đe dọa bởi sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria. Quốc gia này đã tài trợ vũ khí cho các nhóm phiến quân để chống lại sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria và cũng có thể là của Nga. Rõ ràng, Nga không hề đồng ý với các phương pháp bạo lực khủng bố mà Iran đang thực hiện thông qua các nhóm phiến quân ủy quyền của mình ở Syria để tấn công Israel. Do đó, Nga đã án binh bất động trước các cuộc tấn công của Tel nhắm vào lực lượng vệ binh Iran và Hezbollah tại vùng đất này trong nhiều năm qua. Tiền lệ này đã được thiết lập kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp chống khủng bố ở Syria từ năm 2015. Nga cũng phản đối những hành động bạo lực của các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn, bởi vì Kremlin coi chúng là một nguy cơ leo thang. Nếu cuộc chiến giữa Israel, Hamas, Iran lan rộng ra toàn Trung Đông, thì nhiều khả năng là Nga được cho là vẫn sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc kể cả khi Mỹ và Israel tiếp tục ném bom vào các mục tiêu của Iran ở Syria. Và Iran sẽ không thể trông chờ vào Nga trong tình hình hiện tại. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.